Trong quá trình công nghiệp hóa đến hiện đại hóa, thì máy móc đến thiết bị trong sản xuất là nhu cầu cấp thiết đối với xí nghiệp. Đề tài được thực hiện với mục tiêu giúp người nông dân tách hạt maca tươi. Máy thiết kế nhỏ gọn nhưng vẫn đảm bảo năng suất, chất lượng sản phẩm. Máy chạy ổn định, hạt sau khi được tách còn nguyên hạt, hạt không bị vỡ hay chảy nhiều, tỷ lệ tách hạt 90%. Máy tách có kích thước nhỏ gọn, sạch sẽ, đảm bảo được điều kiện cho công đoạn sấy. Máy tách hạt có tỷ lệ tách hạt cao nhất là hạt có kích thước 30 đến 35 mm.